Xin chào các bác và các anh em. Hôm qua thì em có nhận được một chiếc vang số của hãng LG Sun với cái modem là K3.1 của một chú em ở Hải Dương. Thì chú có nói chuyện là khi chú mở âm lượng lên âm 8 decibel thì có hiện tượng vỡ tiếng. Thì nói về cái đặc tính của cái dòng vang số LG Sun K3.1 này thì là một chiếc vang số sáng sạch và chi tiết ở trong cái phần nhạc và cái phần mix. Thế nhưng mà nó lại hơi cứng ở cái âm sắc ở thuộc cái dải chung, tức là về cái phần âm sắc là hơi đanh hơi cứng ở cái dải chung. Và ở trên chiếc vang số là LG Sun K3.1 này thì ở trong cái phần music thì nó có hai cái chức năng mà các anh em cần phải lưu ý. Thì cái hiện tượng mà vỡ tiếng ở trên chiếc vang số LG Sun K3.1 này là cái hiện tượng ở trong cái phần music, nó có hai chức năng. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác anh em về hai cái chức năng ở trên cái phần music của chiếc vang số K3.1. Và một điều nữa là em nhận thấy rằng là khi mà các bác anh em chỉnh vang số ấy, thì các bác anh em là như vậy là hay tâng ở cái dải bát và cái dải check lên rất nhiều. Đây là cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang số mà của chú em ở Hải Dương chú gửi cho em. Thì như các bác nhìn thấy là về cái phần dải bát là tâng lên rất nhiều, dải chép cũng tăng lên rất nhiều. Đấy là cái cấu hình cũ. Cấu hình cũ là mà trước khi em căn chỉnh thì em nhận thấy rằng là và một điều đặc biệt nữa là cái dải tần số ở cái tầm cỡ khoảng độ từ trên 1.000 cho đến tầm khoảng dưới 3.000, dưới 5.000 này thì lại tăng lên quá nhiều. Cái khu vực này thì thậm chí mà nói thì chúng ta phải giảm đi nhiều ở trên các cái dòng vang số bình thường. Còn đối với lại cái dòng vang số LG Sun này thì phải giảm đi rất nhiều ở cái dải chung và cái dải chung cao. Đây là khu vực dải chung ở cái tần số từ 500 cho đến tầm cỡ khoảng độ trên 1.000 là cái dải chung, và cái tần số trên 1.000 cho đến tầm số cỡ khoảng độ 4.000 thì nó là chung cao. Nó là chung cao. Thì ở cái cấu hình này thì như các anh em nhìn thấy là cái dải chung thì giảm ít và cái dải chung cao tăng lên rất nhiều. Mà khu vực này đối với các loại vang bình thường và khi sử dụng cho các cái dòng loa full tép kèn thì khu vực này là khu vực mà chúng ta cần phải giảm chứ không phải là tăng. Đây là các cái cấu hình cũ thì em cũng gọi ra để cho các anh em thấy được rằng là một cái vấn đề là ở cấu hình này thì lại không tăng không giảm. Thì ở trên chiếc vang số này thì cũng lưu được nhiều cấu hình 5, cấu hình 7, cấu hình 8 này. Thì các anh em thấy rằng là về cái phần music là cứ tăng lên như thế này để cho cái âm trầm nó nhiều hơn, âm chép nó cũng nhiều hơn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta tăng lên như thế thì nghe rất là rát tai. Và một điều nữa là tất cả các cấu hình này thì đều sử dụng cái không sử dụng cái chức năng này. Thì em sẽ chia sẻ với các anh em một chức năng này, một cái chức năng ở trong cái phần music. Đây là chức năng AGC. Ở chức năng AGC tất cả các cái cấu hình này thì để giá trị tối đa, để giá trị tối đa. Thế cho nên rằng là em mới lại chia sẻ với các anh em để các anh em có thể là hiểu thêm về chiếc vang số LG Sun K3.1. Thì đây ở trong cái dải Equalizer, ở trong cái dải Equalizer thì đã là tăng cái phần check và phần bass lên rất nhiều rồi. Và ở ở đây nó có một cái chức năng AGC, một chức năng nó vừa là một cái chế độ compressor, vừa là cái chế độ là mạch lọc về phần âm sắc ở trong cái phần music. Ở giá trị lớn nhất thì là chúng ta không sử dụng, và giá trị nhỏ nhất thì là âm 80 decibel, âm 80 decibel. Và khi ở các cấu hình cũ không sử dụng chức năng này thì cái hiện tượng vỡ tiếng thì nó ở cái mục này, nó ở cái chỗ này. Khi chúng ta để giá trị càng nhỏ thì cái phần music nó nhỏ đi, phần music nó nhỏ đi, nó như một chế độ compressor. Tức là khi chúng ta mà để giá trị thì nhỏ nhất đây là nhỏ nhất, còn giá trị gần nhỏ thì là âm 80 decibel, và giá trị lớn nhất giá cho đến không, chúng ta tăng lên thì đến không và lớn nhất là như vậy là unuser, là mà chế độ không dùng. Và một mục nữa là ở trong phần music nó có chế độ 3D, thì nếu mà chúng ta mà dùng sử dụng thì chúng ta sẽ tích vào cái open này, và chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ tích vào cái clock này. Thì tùy từng cấu hình thì sẽ sử dụng, giả dụ như cấu hình nhạc jam mix chẳng hạn. Ở trên chiếc vang số này thì em làm 4 cấu hình, trong đó có chế độ nhạc jam mix, thì chỉ riêng mỗi chế độ nhạc jam mix là em sử dụng cái chức năng 3D, tức là chúng ta có sử dụng ở cấu hình nhạc jam mix, tức là
về cái phần effect. Phần effect thì nó mang chất là định dòng, và phần nhạc là nhạc ra mix thì em có sử dụng chế độ này. Còn các cái chế độ như là sáng tiếng, tối tiếng và reverb thì không sử dụng cái chế độ 3D. Khi sử dụng chế độ 3D thì nó tăng về cái phần âm bát, âm chép và cái âm lượng xuất ra trên loa nó lớn hơn. Thì đối với các thể loại nhạc mà không cần âm lượng lớn, không cần phần phần bát, phần chép nhiều thì là không sử dụng chức năng này, thì nghe tính chất nhạc nó có cái sự êm dịu hơn. Thì bây giờ thì em sẽ gọi cái cấu hình của em ra và em sẽ mở một cái bài nhạc để cho các bác anh em là nghe được cái phần âm sắc ở trên chiếc băng số này. Thì cấu hình đầu tiên là cấu hình sáng tiếng, và bây giờ em sẽ mở một cái đoạn nhạc. Đấy là một cái vấn đề mà khi sử dụng vang số và chúng ta biết cách căn chỉnh theo các chức năng mà nhà sản xuất đưa ra thì nó đem lại một cái chất âm nó rất là tốt. Thế còn ở cái cấu hình Gemix thì bây giờ em sẽ sử dụng cái cấu hình định giọng Gemix này. Thì có sử dụng chức năng 3D, có sử dụng chức năng 3D. Thì đây, có sử dụng chức năng 3D và các bác sẽ nghe được cái phần âm sắc mà khi sử dụng chế độ 3D. Một người ôm mong ước đi đến vùng hoang, một người mà nỗi sầu nên chín bằng thương đau. Giờ còn đâu một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng sâu. Thì các bác cũng biết được rằng là khi sử dụng chế độ 3D, các bác vừa nghe thấy là khi mà sử dụng cái chế độ 3D thì về cái phần music nó đẩy cái phần âm bát và âm check lên rất nhiều. Và trên chiếc vang số này, tại sao trên các cái cấu hình mà em làm ấy, đây là cấu hình định giọng, thì các bác thấy rằng là các cái vị trí của trung trầm em giảm rất nhiều, giải trung và giải trung cao giảm đi rất nhiều, và giải check thì tăng không đáng kể, bởi vì nói về cái chất âm tự nhiên ở trên chiếc vang số này là nó đã là một cái chất âm mà nó mang tính chất là rất là sáng sạch nhưng mà hơi cứng về cái giải trung và cái giải trung cao. Thì đây, tất cả các cấu hình em làm thì em đều giảm vào cái giải trung cao và cái giải trung, giảm giải trung cao và giải trung đi rất nhiều. Và đây là cấu hình tối tiếng, thì cái khu vực của âm trung trầm, tức là từ cái tần số trên 100 cho đến tần số 400 là giảm đi rất nhiều. Đây là khu vực của trung trầm thì giảm đi rất nhiều, và cái giải trung cao cũng giảm đi rất nhiều. Thì đối với lại những chiếc vang số mà mình nắm được cái đặc tính của nó là một chiếc vang số mà nó sáng sạch, chi tiết, thế nhưng mà nó lại hơi cứng về cái phần giải trung và giải trung cao thì chúng ta phải giảm, chứ không phải là một cái các bác thích nghe nhiều bát các bác tăng khu vực bát lên, thích nghe nhiều check tăng khu vực check lên. Mà đôi khi chúng ta giảm ở những cái tần số này
thì nó sẽ làm nổi bật các cái tần số ở phía dưới này. Chúng ta giảm ở các cái vị trí tần số này thì nó làm nổi bật các cái tần số phía dưới hoặc làm nổi bật các tần số phía trên. Thì đây nó liên quan đến vị trí tần số và liên quan đến cái giá trị Q nữa. Chúng ta thay đổi giá trị Q thì nó cũng sẽ thay đổi. Và em cũng chia sẻ luôn một cái vấn đề về cái mic, bởi vì trước đây em có cài cho một cô gái ở An Giang. Thì nói về cái chất mic ở trên chiếc vang số này thì nó cũng là một cái chất mic mà nó sáng sạch chi tiết và nó thiên về cái giải trung cao và cái giải check rất nhiều. Cho nên rằng là nếu như mà bộ dàn nhà các bác anh em mà về cái phần âm của giải cao nó hơi dư thì các bác và anh em sẽ tập trung vào các cái vị trí tần số là trên 5.000, trên 5.000, hoặc là như vậy là tầm cỡ khoảng độ 7.000. Ở đây ở vị trí này là 7.500 là cũng giảm, và trung cao là 2.200 cũng giảm, 3.300 cũng giảm. Thì một cái vấn đề là khi mà sử dụng những cái đôi loa, những cái bộ dàn mà chất âm mà nó thuộc dạng là dư chép thì các bác anh em có thể giảm cái tần số từ 5.000 cho đến tầm 8.000, và đặc biệt ở cái tần số 8.000 là một cái tần số mà nó sẽ có một cái chất âm mà nó đanh và nó sắc, nó loang choang ở cái tần số 8.000. Thì giả dụ như là ở một cái vị trí equalizer, mình lấy một vị trí equalizer lân cận với lại cái tần số 8.000 chẳng hạn, thì sẽ giảm nó xuống giảm 2-3 decibel, và như vậy là sẽ thay đổi cái giá trị Q này. Cái giá trị Q này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm, nó cũng là sáng nhưng mà nó sáng dịu, sáng lì hay là sáng như vậy là nó đanh, thì cái này nó cũng liên quan đến cái giá trị Q. Thì các anh em sẽ thay đổi giá trị Q này để mà xử lý ở cái phần mic. Rồi đặc tính của chiếc số này là cái phần mic thì nó cũng hơi đanh, hơi cứng ở cái giải cao. Thế cho nên rằng là đối với các cái bộ dàn mà cái chất âm của giải cao nó thuộc dạng đanh cứng thì có thể là giảm cái tần số cỡ khoảng độ từ 5.000 cho đến 8.000 xuống, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề về cái âm sắc mà nó bị dư về cái giải cao, giải chép, và nó hơi đanh, hơi sắc ở cái giải chép, thì sẽ xử lý như thế. Thì đây nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ với các bác anh em đang dùng cái dòng vang số LR Sun K3.1 để mà có một cái chất âm ở trong cái phần music nó được tốt hơn. Thì như em đã chia sẻ thì cái chế độ 3D này thì tùy từng trường hợp chúng ta sẽ sử dụng, và các bác và anh em sẽ lưu ý ở cái mục ARC, một cái mục mà nó là mạch lọc của cái phần music cũng như là cái chế độ compressor ở trên cái phần music. Và cái hiện tượng vỡ tiếng khi mà chúng ta mở lớn, đấy là cái hiện tượng mà như vậy là âm thanh vượt ngưỡng, thì đây cái ARC này nó sẽ giải quyết cho chúng ta về cái vấn đề mà khi chúng ta mở lớn thì âm thanh nó vượt ngưỡng, thì nó sẽ làm việc để nó làm cân bằng về cái phần âm sắc và các cái tín hiệu vượt ngưỡng, nó cho một cái chất âm nó đồng đều và như vậy là nó mềm mại hơn. Còn khi mà không sử dụng chức năng này thì âm thanh phần music ở trên chiếc vang số này là theo em là nó hơi bị đanh, bị cứng và rát tai ở các cái giải cao. Thế cho nên ở đây nó cũng là một cái chia sẻ của em. Và ở cái phần mic thì em cũng lưu ý các bác, nhân tiện thì em cũng chia sẻ luôn ở cái phần mic, bởi vì ở cái phần mic này thì ở cái cắt tần số, đặt cái chế độ làm việc ở các tần số thấp này cũng rất quan trọng. Bây giờ em ví dụ luôn, sẽ gọi một cái chương trình mà em cũng đã làm ở chương trình số 1 này, gọi nó ra và em sẽ ví dụ luôn cho các bác một vấn đề nó như thế này. Khi mà chúng ta đặt một chế độ làm việc ngoài cái vấn đề mà cắt tần số thấp thì chúng ta phải đặt một chế độ làm việc cho cái cắt tần số thấp này, và mỗi một cái chế độ làm việc này nó có một cái phần âm sắc, nó ảnh hưởng đến cái phần âm sắc khác nhau. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là cái đặt cái chế độ cắt tần số thấp này nó chỉ ảnh hưởng đến cái phần âm của cái giải thấp, nhưng không phải, nó ảnh hưởng cả đến phần âm sắc của giải cao. Và ở cái mục này là cái mục noise gate này, thì khi thay đổi từng giá trị này nó cũng thay đổi đến cái phần âm sắc của giải cao, nó làm cho cái chất âm của giải cao nó có độ là sáng mềm, hay là như vậy là nó không sáng, hay là như vậy là nó sáng đanh, sáng chói. Thì đây nó cũng là một cái mà như vậy là em chia sẻ luôn với lại các anh em. Ví dụ bây giờ em mới đặt ở cái giá trị như thế này là hợp lý này, thì em đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là cái này nó chỉ liên quan đến cái âm thấp, âm trầm, nhưng không phải, nó liên quan cả đến cái âm của giải cao. Và bây giờ nếu đặt ở cái giá trị là
Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng nó chỉ ảnh hưởng đến cái dải thể thấp thôi, nhưng không phải. Đấy, nó cũng là một cái mà em chia sẻ kể cả cái mục này nữa. Cái mục này như vậy là nếu chúng ta thay đổi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phần âm sắc của dải cao. Thì đây nó cũng là một cái mà em chia sẻ với lại các anh em. Và bây giờ thì em sẽ gọi bốn cấu hình này ra để mà cho chú em gửi chiếc băng số này. Chú ấy nắm được là em đã làm hoàn chỉnh cho chú ấy. Và chiều nay em sẽ gửi lại cho chú ấy để chú sử dụng. 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 1 1 2 2 6 6 6. Và cấu hình số 2 là tối tiếng. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 6 6 6. Và chế độ định giọng. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 2 6 6 6 6. Và chế độ reverb. Thì nói về dòng băng số này thì căn chỉnh chế độ reverb thì cũng mất thời gian hơn so với các cái dòng băng số khác. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 9. Thì mỗi một ngày em lại bớt chút một ít thời gian để mà chia sẻ các anh em về vang số. Thì như em đã nói thì vang số là nó khó chứ không phải là đơn giản như là nhiều người nghĩ. Đối với em như vậy là gần 20 năm trong nghề karaoke, gần 20 năm nghe khách hát và tự em căn chỉnh cho khách hát, và bây giờ em suốt ngày em chỉ có ngồi nghiên cứu về vang số thôi mà cũng cảm thấy nhiều lúc cũng rất là phức tạp và rất là mệt mỏi. Và qua cái vấn đề mà như vậy là cái phản hồi của cái chú em ở Hải Dương khi gửi chiếc vang lời săn cho em để căn chỉnh lại, thì em lại chia sẻ với các anh em về cái vấn đề mà hiện tượng vỡ tiếng ở trên chiếc băng số LR săn. Thì các bác xem, có thể là các bác có thể là vận dụng theo phương pháp của em thì để cải thiện cho cái chất âm của chiếc băng số LR săn này nó được tốt hơn. Một chiếc băng số được đánh giá rất tốt về cái phần nhạc, phần mix và phần effect. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác và anh em, hẹn các anh em trong những clip tiếp theo.